thì phải biết bây giờ có kiến thức mới làm được. Tháng 8 có hồi hạn nặng nhé. Tháng 8
tháng 8 ngày 21 tháng 8 âm lịch có hạn nặng. 3 đến 4 hết buổi sáng rồi đó. Cái đại lễ bên thủy chưa có à? Đại lễ để chán ấy. Anh đã tận nắm cái thật sự sao đi. Bà xin kế đi. Hắn phải để chán nó. Sang mi hắn sang hắn với. Na hắn với. Anh mày xin kế sắc sự sắc sao bằng lắng nè. Anh này bắn lên mẹ sinh với này. Hả? Anh cái con nè, cái con phú sấy nè. Để cô vi kinh sân hắn khăn cái đầu không lại mà tăng con sai mà tăng với. Nó khăn màu mòn nè. Anh cái phú sấy, anh cái con nè. Để có khăn màu mòn ra. Bà này phạm tí non không? Phạm tí non khăn mấy cầu vàng không? Phạm hơn phải thích mình công. Sỏi hơn nè, lịp hơn tèo á, thép tèo đó. Bây giờ lau lông móng á? Bây giờ lau lông móng á? Lần lau lông móng nè. Lúc khơi lau lông á? Bên hóc hết hơn. Bên hóc áo bát hương bên bè chính hết luôn ấy. Thế là phạm rồi. Tháng 6 làm còn được, tháng 8 làm thế nào được nhà. Ai bảo cái họ nó mới làm được tháng 8. Tháng 8 thiệt gì? Kỳ họ. Mình là xoài gì? Xoài hơn mình lập mái đó. Mái cũng lừa bá ra cho xoài đâu. Chát cho một tường cái mồ lên đi. Chính và xoài hơn xoài làng lịp hơn nhanh lắm đâu. Có phải sửa nhà gì nữa. Sửa nhà nhưng mà tháng 6 sửa từ tháng 6 thì được. Mà tháng 8 mới sửa là phạm rồi. Không được sửa tháng 8. Tháng 6 được sửa. Tháng 6 sửa được, tháng 7 sửa được. Tháng 8 không được sửa. Tháng 10 sửa được. Tháng 11 thì được. Nhưng mà cái tháng 8 là phạm rồi. Không biết, tôi bảo là lấy bát hương ra rồi thì sửa lúc nào cũng được mà. Không được. Mưa sáu phạm ấy nha, hết tới lưu. Quét nhà, quét cửa đi sáu phạm nha, hết tới lưu. Ăn thiên nữa để chết ra. Ăn mày nàng nè. Căn xăm cầu sang hoa tấn hoa trên á. Pin hoa trên nó cũng hắn tê tam đấy. Hả? Và cân xăm chết, xăm pét này nè, xăm cầu này à, sang hoa tấn hoa trên á. Sang hoa tấn hoa trên mấy này. Hay bị đau không? Có bị đau không? Hoa tấn hoa trên đi. Con tấn con trên nè, có con tấn con trên. Thứ nhất năm nay được 37 tuổi này đi. Hạn năm cũ đây với. Năm cũ nó có hạn với. Được đau với, được đau không à? Cái cầu đi. Được ốm nó. Năm nay không có hạn đâu, hạn năm cũ thôi. Ủa năm nay không có hạn, mùng 1 bên ngã xe. Mùng 1 là hạn năm cũ và hạn năm cũ. À, hạn năm cũ. Đã giải hạn năm ngoái chưa, làm then chưa? Chưa. Ồ, năm nay không có hạn, hạn là năm cũ. Hạn năm cũ xong về. 36 tuổi kim lâu. 37 tuổi là năm tuổi của mình. Phải rồi, hạn năm cũ mình đã làm then cho mà hạn năm cũ chứ hạn năm nay à? Ồ. Hạn năm cũ mình chưa giải. Nó lại xong về năm nay, phải hiểu như thế. Sao lại bảo năm nay nó lại được một đâu? Cả bảo chẳng hạn bây giờ bị đau là hạn năm cũ thôi, năm nay không có hạn. Năm nay 37 tuổi là tuổi cửa 5 tuổi thôi. Năm sinh của mình thôi. Nhưng mà hạn này hạn năm cũ năm ngoái mình chưa giải hạn. Hạn là 1368 kim lâu. Vâng. 1368 kim lâu là 36 tuổi là tuổi kim lâu. Hạn kim lâu là đau ốm. Nó từ năm cũ mình chưa giải hạn đâu. Đã làm đâu mà nó trả chung về năm nay gì nữa. Thế người ta mới câu bảo hạn năm cũ như thế nào. Hạn năm cũ mình không giải được hạn năm cũ thì nó qua năm nay nó phải mình tiếp tục bị. Không phải là cứ hết năm là hết đâu. Không hết đâu. Thế là gì người ta còn có hạn năm cũ được.
năm nay là năm tuổi của mình. Nên người ta hạn chế đám ma đám hiếu, hạn chế để tháng 3 hôm, hạn chế đi xa. Đấy là như thế. Chứ còn không có hạn đâu. Năm tuổi nó kỵ như thế thôi. Hạn là hạn năm sau 36 tuổi là kim lâu thôi. Và bạch khổ thôi. Còn hai người con là chung cầu vợ chứ tách cầu à? Cầu một lần con là phải không? Cầu rồi xong tiến hoa héo nên làm gì có con được? Tiến hoa héo cầu lúc mấy cầu là chưa có hoa héo đâu mà. Đi hỏng một lần rồi nó. Hỏng một lần xong mấy cầu nó. Không hỏng đâu. Chưa hỏng lần nào. Thế nhà mình hỏng một lần à? Lúc cầu thì về mới hỏng thôi. Đó. Thế hỏng một lần đây đã tiến ra mà cầu được con được. Được hơn thân tháng mới hỏng nó. Chưa được hơn tháng mấy đâu, chưa hỏng lần nào đâu. Lúc cầu về là mình không nó không ấy thì mình đi phá thôi. Thế còn chưa phải bỏ là cái gì ô? Thì tin lúc cao vẫn là lo sang vị sang bán, sang hỏng sang bán đấy. Cao sống mà. Nhưng mà bị hỏng một lần rồi phải không? Ừ. Nhưng mà đã tiến đi đâu? Thì tiến rồi đấy. Tiến lấy gì về tiến rồi? Tiến thẹt mà hết tiến. Tiến còn thấy đây được. Đã tiến được tôi không thấy đâu. Hoa bỏ đi đây này, 1000 lần cầu lên đây, còn lên thấy lên đây này, lên gương đây này, cầu lên đây này, bắt cầu lên đây này. Mà tiến đi tao không thấy đâu. Nếu mà tiến đi tao không thấy con cầu đâu. Bắt cầu lên đây cầu con rồi nhưng mà không cầu được con. Đầy được con không? Không được. Bây giờ phải tiến cái hoa này đi thì mới, nếu mà có cầu vẫn cầu được, bây giờ vẫn có con. Vẫn nó kinh nguyệt đó. Đó. Thì bên lấy con trai vẫn có. Ừ. Năm này lấy có ngay không? Thế bên nào phải tiến đi được không? Tiến đi thì mới được. Lấy có ngay đâu, mà không có. Có con trai mà không có, không con trai. Có hai người con trai. Thế bắt cầu lên đây cứ bảo không phải. Bắt cầu lên đây xin được, hoa được rồi. Cầu rồi. Năm nay có con trai ngay đâu, không có thế nào ấy. Lấy có ngay đâu. Con là chung cầu với tách cầu đi nhá. Tách cầu tách hoa đi. Tách cầu tách kêu đi. Đào cái gì? Đào cái gì? Bảo là đi xem nhiều chú nhưng mà không thấy ô. Thế là xem gương. Lên gương này là tivi đen trắng này à. Thấy không? Thấy không biết thấy là gương đấy. Thấy thế nào thì bảo như thế. Cái nhà mình được cầu rồi. Cái bản mệnh của mình được cầu rồi nhưng mà không được con. Đi một lần phá đi một lần rồi bảo không có thế nào đi phá thai rồi còn thế nào. Cơ này sẽ pháp đau khật bao say lùng đau khật tình cơ làm giang đắc nhật số chất xếp chất tuy thần tuổi vô giảm khật lại khật qua khật sam văn bảy na khật tha văn theo lần cơ đây phần phật phần cao ngày xưa đây phần con ngày trước coi mi lệ bài tăng con mi tăng bài thầy coi mi lệ gia đình coi mi tăng giả ngày đang phải công sinh đi phần công sinh bài đi. Bây giờ có tiền đi làm một cái đại lễ cho bà một cái cho mình một cái lấy cầu được con ngay. Có cái gì mà không được ấy? Con trai ngay lỗ. Làm đại lễ cho bà là hai người được á? Một con là được hai người đấy. Thế giả bà chưa phải trả đến con là cũng được. Một con lợn đấy thì khám lại hai lần đấy. Hai cái long đình đấy. Cho chồng mình chả có đâu, nó trả cho bao giờ chưa? Bây giờ giả cho bà một cái nhà vàng, cho mình một cái nhà đỏ đi cầu con là được cô. Có con lỗ, con trai lỗ. Không phải không có con trai đâu, có con trai hai người con trai. Không phải hết con đâu, vẫn còn có kinh nghiệm là vẫn có con. Mấy có 37 tuổi, người 42 tuổi nữa người ta để được. Cái ngày năm bố, ngày bố 53 tuổi vẫn là có con trai đấy à. Mình không để thế cả, để vẫn có. Cái người con cả bây giờ được 25 tuổi rồi mới để, bây giờ đứa con mới được 2 tuổi đi à. Tăng dài thì mơ khát mơ khẩn mơ ơi.
đầm cha nhà đầm tổ phố đập mê nai phố cai mê con phố đầm chăm chi phố mi mê ô ca mặt tổ thật phố đập mơ cai xin đọc bỏ phố đập nông quan phùng qua đang xâm đầm Việt Nam bố đầy khai lục tổ ngai bố đầy khai lăn tổ lọc khai lục bố đồ ngai khai lăn bố đô tôn khai lục bán tơ chi khu khai lăn bán đường chi khắc nương quan là thi khắc cầu thả dân căn năng chi khu cầu là khắc nông ti căn chân căn phạm nhật phạm nhị chân nhị phạm tạm chân tam phạm si chân mừng si phạm a chân mừng a phạm hộp chân mừng hộp phạm chân mừng chân phạm kết chân mừng kết phạm cầu chân mừng cầu phạm con sau mộc sau mai sau lấy sau khăn công chính phục bạc cầu mừng bạc tăng sau lục minh ông mà chân hồn thần ma chi ngơi sau tôi ti khai thủ văn và hà mộc văn còn chính phục bạc cầu mừng bạc tăng sau si cốc nhà có khứ nè khắc bơ tăng sương tăng xa sương tỷ nọng văn và anh em văn còn ti tăng hà ti phan tăng hơn ba ma lạc nghĩa phụ tai hồn thành thơ ba vị tóc năm ta lời tóc lời thần tăng chín năm ông bê xê mộc cầu làm dụng tóc các bạn tô tình rào khất mọ bố mẹ mưa bày bỏ vang bạc dao thường kim gần dao nộp khảo và sinh ba để tàu quân ngõ bếp thổ công không thổ thì căn trương mương cằn thảm bừng lăng bừng lai bừng tai bừng tai bừng hỡi hết bác xe tổ hồ xài cánh ngắn chỉ thả khăn ngân sen tả vì sẽ pháp kế đề em biết cũng đi tại pháp kế tiêu sắc tổ hồ tiếp bộ số hàng chip số sán mạng số đại sinh tiền phần này được khó khăn này sai pháp sinh bê phù vi mơ sinh bên thời đại bần còn bần cao ngày xưa đấy bần còn ngày trước kinh khảo số ngon non pha số thảo non phục số ma non pha số tần phố vi phủ khăn phủ âu vi khảo khăn phủ âu khăn khảo lẻo xong xịt lục mình ba chính xì xịt phun khăn ma đồ bạn đi ma đầy bác cằn cho bạn khăn ma đầy cô thương vết khăn ơi lắng vi ơi phố vi phủ khăn phủ vi khảo xe phủ khăn khảo lẻo xong xịt lục mình ba chính cắt ơi ma đồ bạn đi đầy bác cằn cho khăn đầy cô thương vết khăn ơi lắng vi ơi còn hỏi gì không ăn tì hơn này xô đấy nhưng mà ăn hướng hơn này mi đấy đang nghe đấy mà ngày xưa mình vẫn ở nhà cũ không sao hết nhưng mà thay nhà mới là thấy trong mình vào thay rồi là trên trong mình mới ăn rồi đó sẽ ăn hơn đi ăn như ngày xưa ăn lấy ở tên ông về ăn rồi đấy không phải ăn tên vợ chồng mình đấy bây giờ sửa nhà xong rồi lấy thầy về ăn rồi làm nó lễ ở đó về quét nhà rồi đó sớm đi áo xay mặc kẹt hơn áo kỳ tà mà hết rồi đó làm lễ đi báo đi mới được check rồi các cụ check rồi thảm phí hơn nha phạm lách phạm khang rồi thảm nhà phạm cửa phạm mộc phạm mại rồi làm công trình phụ đây không báo rồi quét nhà không tấn nhu à tấn nhu không tấn mà về làm lễ đi khuyên một con nên làm lễ đi con trẻ đẻ một thằng con không được à này để có này đây để đi có không phải nói phép không phải nói lắm đây làm lễ đi một mắt con lợn này làm mới có một con lợn một con ngỗng 7-8 con gà thì làm không đây làm giả đại lễ cho ba một cái cho mình một cái con ngỗng phải giả cho chồng theo mình con ngỗng phải cải số cải mệnh nhỉ à này auto pet nó khăn khăn cầu vàng bàng khăn lê vía mình tiểu niên nữa là được hai mẹ con đấy là cực vui vớ cả chồng cả mình hay là làm cả chồng cả bà cả mình nữa là chủ yếu làm cho ba người thôi phải hai người con đến nó và nhẹ thôi không còn nặng đâu ba chụp sam ba sẽ bị ngã đó phải ngã không không biết nhưng mà thấy đây bị ngã rồi bị đau rồi có phải là khắc đau đâu bên bàn này bị ngã rồi còn gì nữa đấy cần hỏi gì không đắp thuốc còn khỏi không liệt chưa bây giờ lấy cái xương này lên thuốc phải đắp rồi chẳng biết là có 77 tuổi hạn nặng đi và hạn nặng còn gì nữa làm lễ đi làm cho bà cái lễ đi bị đau hôm bao nhiêu bị ngã hôm bao nhiêu 25 tháng 6 á tháng 5 á cao khổ lắm hôm 25 thì khó lắm khó
vẫn được, vẫn được. Khó nhưng mà cầu vẫn được làm lễ đi. Tai vẫn đẩy, bên là mặt lục tai vẫn đẩy, vẫn mà đi. Các con tai vẫn đẩy, làm đi. Ba gạo vía nó tướng gì ăn mồi khẩu lông túc sang thái này ơ. Thế người chết ăn nó hạt bấy tí nó thành một mỏng màu hơn, nó không to hay nguyên hạt đi. Cái bà này vẫn muốn hạt nó tướng. Chưa chết được đâu. Làm lễ đi. Làm lễ cho.